Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu. Nay chúng ta tiếp tục học về tứ niệm xứ. Và tóm tắt lại buổi sáng một chút xíu. Con người nhìn theo cặp mắt trần tục thì gồm có tóc, tai, lông, rồi đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Nhưng nếu nhìn theo con mắt của Phật học thì chỉ là năng lượng. Và trong cái khối thân này đó, nó gồm có đất nước, gió, lửa. Và cái bộ não, và hễ có bộ não thì có những hoạt động của bộ não tạo nên là thọ, tưởng, hành, thức. Bộ não là một phần của cái thân, cho nên nói tóm tắt lại là chỉ có cái thân mà thôi. Phân tách ra là tâm và thân thì phân tách cho nó nghe nó vui vậy thôi, chứ còn nó chỉ có là cái thân và các hoạt động của thân. Có nhiều lần sư đã trình bày với quý vị, cái nhớ, cái thức á, nó không phải chỉ nằm ở nơi não, mà nó nằm toàn thân. Nếu quý vị ôn lại bài, quý vị sẽ nhớ. Cái nhớ là nó ở nằm toàn thân. Tại vì mỗi một tế bào nó có cái hệ thống thần kinh riêng của nó để nó nhớ. Quý vị đi chân không, đi trên đường sỏi, tự nhiên cái chân nó biết à, cái chỗ đó là như thế, tránh, không cần nhìn. Nó có cái nhớ. Sư đã kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở bên Mỹ đó, có một cái cô đó, cô được ghép tim. Cái nạn nhân chết thì để lại cái tim, rồi cô được ghép cái tim sang. Mà bé kia thì nó chết trong tai nạn. Cô này sống đêm tới nằm chiêm bao, thấy có người bóp cổ, cổ và hiếp dâm cổ. Cô la hết sùm hết. Bên Mỹ nó có cái khoa là khoa hypnosis, tức là khoa thôi miên. Nó thôi miên rồi nó mới khám phá ra là trước khi cô bé kia chết, cô bị cái nạn mấy người da đen nó hiếp dâm, nó bóp cổ, nó dít cổ chết. Rồi cái bên pháp y á, nó mới nhân cơ hội đó, trong cái lúc thôi miên nó mới hỏi cổ là hình dáng cái đứa thanh niên như thế nào. Rồi nó có cái họa sĩ nó vẽ lại. Và sau khi vẽ lại cái hình dáng như vậy thì nó cho cảnh sát đi ruồng bắt và bắt đúng chính xác. Và những cái tên đó nó khai quả thực ngày đó nó có làm chuyện đó, giết cổ. Thế thì điều nói lên cái gì? Điều nói lên là trái tim nó nhớ, chứ không phải là con mắt thấy rồi cái đưa vào não. Mà trái tim á, theo cái sự rung động, tại vì tất cả đều là vibration, là sự rung động thôi, mà rung động đưa vào tim. Cho nên á, khi đem cái tim ghép qua, nó còn lại những sự rung động. Và những sự rung động á, khi đưa lên não thì nó mã hóa lại, giống như cái đài truyền hình á, sư nói quý vị đó. Đài truyền hình với cái tivi của mình, nó có cái hệ thống nó thâu hình, phát sóng, rồi phát sóng, rồi thâu sóng, rồi lại phát hình. Nó chuyển hóa nhau. Bộ não chúng ta cũng thế. Nó thâu những cái làn sóng từ nơi âm thanh ánh sáng, lưu trữ lại, rồi nó mã hóa. Rồi cái đúng cơ hội thì nó phát trở lại. Cho nên cái nhớ không phải nhất thiết nằm trên não, mà nằm toàn thân. Bởi vậy Đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài nói thở vào, con cảm giác toàn thân con mới thở vào. Con cảm giác toàn thân con mới thở ra. Là lý do như vậy. Tại vì mình phải biết các
các cảm giác từ đầu tới chân nó đều có, mà mình không nhận diện được thôi. Thế nay mình phải nhận diện được thì cái thở nó mới gọi là thở tứ niệm xứ. Còn không có, nó chỉ phì phò vậy thôi. Như những sinh linh khác, nó cũng có gì hơn. Điều thứ nhất chúng ta phải nhận biết rằng không có sự tách biệt giữa thân và tâm. Tất cả đều nằm trong cái thân hết. Và khi nhận biết được nó là một phần của thân thì nó không còn chịu lệ thuộc bởi những yếu tố của thân nữa, tại vì cái đó là sự hoạt động của thân, thì cái tâm nó biến mất. Cái tâm nó biến mất, tại vì nó chỉ còn lại là cái phần cảm giác của thân. Thọ tưởng hành thức là sản phẩm của não. Ngồi lâu thì nó đau, đau đưa lên não, cảm thọ, thọ lạc thọ khổ. Ngồi càng lâu thì càng khổ, thân thì đau, tâm thì khổ. Mà khổ quá thì sao? Sân, nó phát triển ra cái sân. Cho nên liên tục nó phát triển thọ tưởng hành thức, nó đều phát triển theo cái thân của mình. Mà nếu mình nhận biết được thì mình nói tất cả chỉ là cái thân thôi. Mà thân nó là cái gì? Sắc là cái gì? Cứng mềm, nóng lạnh, phòng xẹp, đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa đây không phải là vật chất, mà là trạng thái. Trạng thái cứng, trạng thái mềm. Mà trạng thái thì nó không có hình dáng, không sờ mó được. Đất thì còn sờ được, mà cứng mềm này sao sờ được? Phải không? Nó tương đối, lấy cái này đo với cái kia. Lấy cái này đo với cái kia để nói rằng nó cứng hay mềm thôi, chứ nó không có tuyệt đối, nó không phải có đơn vị. Cho nên khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy cuối cùng Phật nói trong bài kinh Metta Sutra đó, Đức Phật nói: này các chư tỳ kheo, các ông hãy rút về, thay vì chú ý tới cái đề mục là đối tượng của thiền quán, thì các ông hãy rút lui ra khỏi sự chú ý nó, mà hãy quan sát cái tiến trình thành lập cái tưởng, sự nhận biết. Cái sự nhận biết của mình từ đâu nó có? Nó không có gì hết, rồi một hồi nó có. Thế thì cái tiến trình nó phải theo dõi, mà hãy theo dõi thì mới biết được điểm khởi đầu của cái tiến trình, điểm cuối của cái tiến trình, và điểm giữa của các cái tiến trình nó sinh hoạt như thế nào. Và từ đó tuệ giác nó mới phát sinh. Còn nếu ta chú ý vào đề mục thì ta chỉ thấy đau thôi. Thở vào, thở ra, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Mồi nó đau ở dưới đầu gối, cái tâm nó chạy xuống đầu gối liền. Như vậy chúng ta đang chạy theo đề mục mà không quan sát cái tiến trình sự nhận biết nó được thành lập như thế nào. Trong bài kinh Bahiya phẩm ngàn của kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn dạy trong Bahiya: trong cái sự thấy chỉ có cái thấy, trong cái sự nghe chỉ có cái nghe, là cái điểm này đấy. Tức là trong đó chỉ là một tiến trình thôi. Từ cái lúc mà không có cái gì để thấy cho tới lúc thấy được, rồi đặt tên, rồi nhận biết, rồi khởi lên cái chấp thủ, thương ghét, cũng một cái biết đó thôi. Mà thường thường dính mắc tới đề mục chứ không dính mắc tới cái biết. Cho nên Đức Phật mới nói ông Bahiya: trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái sự thấy chỉ có cái thấy. Tức là trong cái tiến trình để thấy, nó chỉ có các hoạt động tương tác của ngũ uẩn, ngoài ra nó không có gì hết á. Và những thứ đó là nó không có thật, vô thường. Và khi thấy được thì buông. Người không thấy được thì chấp rằng có ngã. Trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, sư nhắc lại để quý vị nhớ rất là quan trọng. Phật nói: kẻ phàm phu thấy
đất là đất và thấy trong đất có tự ngã, cho nên dính mắc. Khi tự ngã nó thay đổi thì sinh ra đau khổ. Chúng ta là những kẻ phàm phu á, tức là thấy đất là đất và trong đất có tự ngã, có cái ta trong cứng mềm nóng lạnh đất nước gió lửa đấy, nó có cái ta mà ta to lắm. Càng biết nhiều kinh sách là càng to, to đùng à. Buông được sở chi chướng à, những cái tôi biết rồi chấp thủ rằng những cái đó là đúng. Mà thực sự ra có cái gì đúng? Kinh sách. Hồi thời Đức Phật á, Ngài thuyết giảng bằng miệng không à. Sau khi Ngài mất nhập Niết Bàn rồi á, hơn 400 năm, gần 500 năm mới viết lại trên lá bối. Thầy truyền xuống trò qua miệng không? Làm gì có cái bảo đảm nào là nói đúng. Thầy truyền xuống trò, trò xuống trong trò nữa. Nếu các ngài chứng A-la-hán hết thì may ra còn đúng. Mà 500 năm là bao nhiêu thế hệ, cả hàng chục cái thế hệ trong đó, mà cứ truyền xuống. Bây giờ sư nói một câu cho ông vị này, rồi vị này nói lại vị kia, thế là tới cái người cuối cùng nó cũng trật lấp rồi. Kinh nghiệm chúng ta biết rồi. Thì làm sao mà nói là mấy trăm năm mà còn tồn tại, ngoại trừ là A-la-hán. Bởi vậy cho nên cái tình trạng sai biệt đó làm cho chúng ta rối. Cho nên càng về xa, xa thời Phật thì ít người chứng đắc, tại không hiểu. Nói một cái ở trong kinh Metta Sutra đó, bài kinh Tâm Từ đó, Đức Phật nói hãy rời cái đề mục, rời sự chú ý nơi cái đề mục mà quay trở lại quan sát cái tiến trình thành lập cái sự tưởng, tức là cái nhận biết. Tại sao từ hồi đầu mình không có biết rồi tới bây giờ mình biết, đó là cái gì à, cái gì nó làm cho tiến trình nó như thế nào? Phải nhận biết như vậy thì mới thực hành đúng. Nếu chỉ chú ý cái đề mục thôi, thở ra thở vào thì nó cứ tối ngày thở ra thở vào, tuệ nó không có phát sinh. Nhưng mà chú ý tiến trình thì cái đó mới là thiền tuệ đó. Nó thấy là ở từ cái chỗ không có, rồi cái nó thọ, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, nó thọ, thọ lạc, thọ khổ, rồi sinh ra tâm. Hồi đầu không có tâm, sau nó có tâm, tâm tham, tâm sân. Cứ như vậy theo dõi làm sao nó sinh ra, rồi làm sao nó biến mất đó, thì mới biết rằng là đó là một cái tiến trình. Mà trong cái tiến trình đấy thì ta không làm chủ được, nó nhanh lắm. Nhìn cái là nó nói bung này bung kia, là biết bao nhiêu thứ ở trong đầu, nó nhét vào trong đầu rồi. Nhưng mà chúng ta bất hạnh ở cái chỗ là chúng ta xác nhận là nó có thật, đây là cái bông à. Rồi không những thế, ở trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật nói kẻ phàm phu không những nó nhận đất là đất mà nó còn nói trong đất có tự ngã, cho nên nó nói rằng cái bông này cái bông của tôi. Đấy. Và vì có của tôi mà nó quên rằng cái tôi đó chỉ là đất nước gió lửa, khởi lên tham ái, thích hoặc ghét, thích hoặc ghét. Và thích hoặc ghét thì đều dẫn tới sự rung động, rồi chịu được, chấp nhận những sự rung động ấy, nó đưa vào trong não, rồi phân ra là thân và tâm. Chứ làm gì có tâm? Tâm là các hoạt động của não, mà các hoạt động của não thì là hoạt động, tức là nó đi lên đi xuống, đi ngang đi dọc, cảm nhận được rồi không cảm nhận được, nó không có thật. Thế thì chúng ta huân tu, tức là dẹp đi cái ngũ uẩn, tức là thọ tưởng hành thức, nhận biết nó rồi buông. Nó đau, đau là tại mình đặt tên. Rồi mình khổ cũng là mình đặt tên. Nếu không thấy được á thì là mình khổ hoài. Đi tu có thiếu gì người vẫn khóc rớt nước mắt hoài.
thút thít hoài. Đạo tràng này cũng vậy nè, cho tới ngày hôm nay cũng có những vị đi tu rồi mà nước mắt cũng rớt như mưa. Tức là không thấy được cái ngũ uẩn, chúng ta bị đánh lừa cảm xúc á, làm cho mình nhớ thương ghét buồn vui, rồi nảy sinh ra chống trái lại cái sự rung động từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Chống trái lại những sự rung động từ bên trong, cho nên mới sinh ra là khóc lóc rồi nước mắt nước mưa rớt. Tại vì chấp rằng trong tự trong đất là có ta, đất nước gió lửa là có tự ngã, cho nên mới buồn rầu khóc. Còn nếu mà biết rằng đất nước gió lửa là nó không có thật, nó chỉ là trạng thái thôi, thì có gì đâu khóc. Nay buồn mai vui chứ, nó có buồn hoài đâu. Buồn vui là trạng thái mình phản ứng một cách cảm xúc theo những cái nguồn rung động từ bên ngoài. Thế thì khi nhận biết được rằng tất cả chỉ còn lại có cái thân này thôi, đầu mình tay chân này, chứ nó cũng không có những cái gọi là danh sắc hay là thân tâm, nói cho nó rườm rà. Hồi xưa Phật không có phân biệt là danh sắc, sau này các ngài phân chia các bộ phái, 18 bộ phái, 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, phân chia Phật giáo tới 18 bộ phái, một bộ phái đại chúng bộ, rồi mới toàn mấy ông trẻ muốn cải cách. Mấy ông già ngồi lại với mấy ông trẻ nói thôi giờ bỏ phiếu, hễ mà phe nào thắng thì theo phe đó. Nhưng mà khi bỏ phiếu thì đám trẻ nó đông, mấy ông già lại nói thôi tụi bay ăn hiếp tao, tao già tao có ít, tao không nghe tụi bay nữa, tụi tách ra là Theravada và một nhóm là đại chúng bộ, thế thôi. Theravada đó không có nghĩa là nguyên thủy. Nhưng mà hồi ông Diệm á, mấy ông Theravada đi đăng ký giáo hội á, thì lấy cái tên là giáo hội nguyên thủy, là đi đăng ký ở Việt Nam, chứ ở bên miến ấy người ta gọi Theravada thôi chứ có ai gọi là nguyên thủy bao giờ. Tại vì có bao giờ có cái nguyên thủy ở đâu đâu, sửa chữa tùm lum hết rồi, đâu còn nữa mà nguyên thủy. Những cái bài kinh mà kinh Nghĩa Túc từ cái hồi Đức Phật mới có bốn mấy tuổi á, bây giờ rất là hiếm, mà ít có người mà nghiên cứu chịu đọc để mà hiểu Đức Phật nói cái gì. Hồi đó Đức Phật nói có 6 cái chứ đâu có nói 12 cái nhân duyên đâu, mà có bao nhiêu người chịu nghiên cứu để mà hiểu, để mà nói hiểu Đức Phật nói cái gì để mà tu. Tất cả cái chánh là Đức Phật lật bật trái lên cho thấy tất cả chỉ là năng lượng, sự di động. Ngài kết luận tất cả chỉ là lửa và lửa di động. Hồi đó không có danh từ năng lượng thì gọi là lửa, mà chúng ta bây giờ chúng ta biết rồi, nó là năng lượng. Và năng lượng thì nó di động, hay nó không di động thì nó chết, đơn giản vậy thôi. Cho nên tất cả những cái phản ứng mà chúng ta thấy trong nội thân là đều do sự tương tác của cái thân này mà thôi, các hoạt động của thân. Đi đứng nằm ngồi đều do các hoạt động của thân, không có cái tâm nào trong này hết á. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có cái bộ nhớ riêng. Một người 50kg cân nặng thì có nghĩa là người đó có 500 tỷ tế bào. 500 tỷ cái tế bào đó đều có bộ nhớ riêng. Mỗi một cái tế bào có bộ nhớ riêng. Cái chân nó có bộ nhớ riêng, cái tay nó có bộ nhớ riêng, cái mũi nó có bộ nhớ riêng, mắt nó có bộ nhớ riêng. Nó không có dính dáng gì tới nhau hết. Thế thì trong kinh Tứ Niệm Xứ nó quán thân trên thân. Đấy. Quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Bốn cái mà Đức Phật dạy. Muốn quán cái nào cũng thành tựu hết à, chứ không phải quán cả bốn. Có sự hiểu lầm từ lâu là phải quán cả bốn, hay quán tuần tự thân rồi thọ rồi tâm rồi pháp. Lý do đơn giản là tại vì cái thân này ai cũng thấy có tay có chân, quán thân trên thân. Nói quán thân trên thân chứ mà khó lắm quý vị. Quán cái đầu của mình, rồi quán cái thân 32 thể trược,
thấy thân là cái thùng phân biết đi, tức là ở thiền viện thì quán có thể tầm tạm thấy được. À, về đến nhà thấy ông xã hay thấy người yêu rồi cái nó thấy sao nó mất tiêu cái đó, nó thấy nó đẹp vô cùng đẹp, phải không? À, dưới con mắt ông xã em là tuyệt vời, em là tin nga, phải không? Nó không thấy nó là cái thùng phân nữa mà thấy nó là tuyệt vời, và nó cũng tự hào với tuyệt vời đó, cho nên nó dính mắt. Thế thì chúng ta phải khẳng định một điều là chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác. Đức Phật nói tỉnh giác, đó là cái điều quan trọng nhất. Chánh niệm, tỉnh giác, luôn luôn. Ba cái vũ khí quý vị nhớ hồi sáng không? Ba đó là gì? Sư mất một cái rồi đó, chánh niệm, tỉnh giác. Cái thứ gì là cái gì đâu có ai nói cho sư nghe coi. Sư quên mất cái thứ gì rồi. Thứ gì là cái gì? Có ai nhắc cho sư nhắc tuồng coi. Nghiêm lễ. Nhắc tuồng coi. Quên rồi hả? À rồi, hồi mới nói sáng chiều quên. Rồi, xin mời. Đúng rồi, luôn 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 là đề phòng, alert, tức là luôn luôn là đề phòng những cái gì nó xảy ra và phân tích. Nếu không có ba cái vũ khí đó, chúng ta không có bao giờ sống ở trong cuộc đời an vui cũng như là tu học an vui. Chúng ta luôn luôn chánh niệm thì thấy cái gì đó chúng ta không có tham. Thí dụ ngoài đời á, đi làm ăn mà thấy người ta đề nghị làm cái gì đó có tiền nhiều, cái mình chánh niệm mình đề cao cảnh giác, khoan để tôi suy nghĩ, nhìn cho kỹ, thấy không? Chứ không có nhào tới liền. Một người bạn trai lại nói em đẹp như tiên, em về đi, anh đưa hết tài sản cho em. Mình á, suy nghĩ lại, à, từ từ, không có dại dột rồi mà chết, thấy không? Thì cái đó là chánh niệm đấy. Rồi alert tức là luôn luôn đề phòng, không biết cái sự thật nó ra làm sao, phải không? Luôn luôn cảnh giác. Và cái thứ ba là phải phân tích. Cho nên cái trạch giác chi rất là quan trọng. Nếu không có óc phân tích thì là mình sẽ rớt vào trong cái mù. Đó là cuộc đời. Còn tu cũng vậy. Luôn luôn chánh niệm, đi đứng nằm ngồi đều phải chánh niệm. Mà chánh niệm ở đây nó có nhiều cấp. Cấp mới tu á thì thấy nước là nước, à, bước chân lên, bước nhất chân lên, mà thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, nhận xét không có sai. Đó là cấp mới tu, nhai thì biết nhai, cứng biết cứng, mềm biết mềm, đó là mới tu. Còn người tu trung cấp thì sao? Sao ông Nghiêm Lê, người tu trung cấp thì sao? Hay da, thấy có tâm tham tâm sân nó sanh, thấy cái tâm tham tâm sân nó có sanh ra, tham sân si sanh khởi đằng sau cái bề mặt à. Rồi người tu cao cấp hơn nữa thì thấy cái gì hả? Thấy gì? Giỏi quá, vậy mà chưa chịu cạo đầu. Thấy cái khổ. Nó thấy cái khổ, ăn là khổ, ngủ là khổ, đi là khổ, sinh là khổ, nói là khổ, nhìn là khổ, phải thấy được cái khổ đằng sau. Đức Phật dạy rất rõ, thì khổ rồi mới chuyển khổ, thấy được cái khổ thì mới chuyển cái khổ. Tất cả cái hoạt động của chúng ta đi đứng nằm ngồi đều có dính tới cái khổ hết. Tại vì nếu được rồi thì muốn thêm, tâm tham nó sanh, mà không được thì tâm sân nó sanh. Và cả tâm tham tâm sân đều dẫn tới cái năng lượng tái sanh. Để có cái thân này để mà thỏa mãn cái tham cái sân. Cho nên nó tiếp tục khổ. Bắc tông thì mặc áo kiểu này, Nam tông mặc áo kiểu kia. Nó vô ích. Cái áo không làm nên thầy tu. Phải không? Nhưng mà kỳ thị nhau. Thấy mặc cái y này nói ôi ông Nam Tông đó, ông ăn thịt đấy à, rồi đó. Mấy ông Nam Tông nó dòm Bắc Tông, ôi mấy đó là đạo tà giáo, đạo của bên Bà La Môn chứ đâu phải đạo chính gốc. Đạo chính gốc mới là Nam Tông.
Tức là tối ngày cứ cãi nhau không à, dòm người ta không chứ không dòm mình. Mà Đức Phật nó hãy dòm mình, dòm trong nội tâm chứ không phải dòm mình nữa, mà dòm trong nội tâm của mình, cái gì đang sanh đang diệt thì cái đó mới là tu. Này tối ngày dòm bên ngoài không, rồi bắt người ta phải nghe theo mình. Ông ở đâu không biết, nhưng mà ông vô trong chùa tôi, chùa Bắc Tông thì ông phải theo quy luật của Bắc Tông, chùa Nam Tông phải theo quy luật Nam Tông. Tức là chúng ta đã đánh quên à, đánh đồng với cái bên ngoài bên trong. Sáng nay sư có nói sơ sơ cái cảm thọ đó, cảm thọ bên ngoài, cảm thọ bên trong, gợi ý cho quý vị thôi, ngày mai nó sẽ đi vào chi tiết. Nhưng mà gợi ý cho biết là cái gì cũng có trong có ngoài, có quá khứ có hiện tại có tương lai. Các pháp nó đều thân có thân ngoại, có thân nội, sắc pháp đó, có sắc nội sắc ngoại, thọ cũng vậy, thọ có thọ ngoại thọ nội, thọ bên ngoài thọ bên trong đều phải có hết, nhận xét biết rất rõ nhờ cái trạch giác chi, nhờ cái óc phân tích. Thế thì nói tóm tắt lại, nó chỉ có một cái khối gọi là thân, đầu mình tay chân như vậy, mà nói theo thuật ngữ của thế gian là cái thùng phân biết đi à, không có gì hết, chỉ có thế thôi. Mà nói theo con mắt khoa học, nó chỉ là một khối năng lượng di động bất cấu bất tịnh à. Hãy nó còn di động, các năng lượng còn di động thì hơi thở còn, các năng lượng mà không di động là hơi thở chấm hết là chết. Đơn giản. Thọ, tưởng, hành, thức là sản phẩm của não. Não là cái khối xám xám mà nằm trên đầu, là vật lý, là thể vật lý, vật chất. Sắc pháp là thân, gồm có đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, gió, lửa cũng là trạng thái cứng mềm nóng lạnh. Nó không phải là xương thịt, mà nó là cứng mềm nóng lạnh. Mà cứng mềm nóng lạnh đều thay đổi hết. Thế thì có nghĩa là sắc pháp nó cũng không thực, thọ tưởng hành thức nó cũng không thực. Đấy. Thấy được như vậy thì hiểu được rằng tại sao mình thở vào, trong một hơi thở mà có lúc thì mình thấy nó nóng, có lúc thấy nó lạnh. Hơi thở là hơi thở thôi. Bên ngoài thí dụ 30 độ nè, thì thở từ đầu tới cuối nó vẫn 30 độ chứ sao nó thay. Nhưng mà tại sao khi mình bắt đầu thở vào, nếu mình chú tâm mà cái tâm mình nó quan sát, cái tính quan sát mà nó nằm ở trong cái hơi thở, nó không có lan man, thì nó sẽ thấy. Mới vào thì thấy hơi lạnh lạnh, vào một lúc thì thấy nó hơi nóng nóng, rồi vào một lúc sâu hơn nữa thì thấy nó nóng nhiều. Cùng một hơi thở thôi, từ đầu tới cuối. Ngồi cũng vậy, mới ngồi thấy nó thơ thới, ngồi 30 phút thấy hơi khó chịu, 45 phút thấy đau, mà tới 60 phút là muốn la làng. Tại sao vậy? Cũng ngồi có 60kg nằm ở trên một thước vuông, là áp suất nó giống vậy thôi. Thế thì cái đau, cái khổ đấy, nó từ đâu nó sinh ra? Đấy, thân thọ tâm pháp là chỗ này nè. Cho nên Đức Phật nói đừng quán chiếu cái đề mục. Thí dụ như đau, đừng quán chiếu là cái đầu gối đau, hay là cái mông đau, hay cái lưng đau. Đừng quán chiếu rằng cái đau đang tăng. Mà quán chiếu cái gì nào? Nó từ đâu nó sanh ra? Rồi nó đau quá thì nó nổi sinh. Cái sinh từ đâu sinh ra? Tại bình thường mình không có sinh, tại sao giờ mình sinh? Phải thấy được cái sinh từ đâu nó ra, nó từ chỗ nào nó ra. Từ từ rồi quý vị sẽ thấy cái sinh á, nó là sản phẩm của não. Tham sân si đều là sản phẩm của não. Thọ tưởng hành thức cũng là sản phẩm của não. Mất nước cho quý vị nghe để tối nay nằm gác chân lên trán suy nghĩ cái đó. Không chừng mai hỏi bài á. Thọ tưởng hành thức là sản phẩm của não. Tham sân si là sản phẩm của não. Thế thì cái nào là cái nào?
cái nào sinh cái nào, hay cái nào đề kháng cái nào, tương tác như thế nào. Nếu mà ông thấy thì nó là mê mê mờ mờ, nó chẳng biết gì hết. Phải thấy rất rõ cái gì sinh ra cái gì, do đâu mà nó sinh ra. Có người ngồi đau mấy đau mà không có nổi sinh, tại sao vậy? Rồi có người nó chưa đau đã thấy sinh, tại sao vậy? Thế thì cái sinh nó có lệ thuộc nó cái đau không? À, chỗ này nè, cứ nói là đau quá thì nó sinh, mà có nhiều người họ ngồi đau quá đau mà họ không sinh. Thế thì nó khác biệt nhau chỗ nào? Đó là đề tài để cho ngày mai từ từ học tứ niệm xứ, còn phải học ít nhất mấy ngày nữa. Mà thấy càng ngày quý vị lơ lơ là là, hễ lơ lơ là sư nghĩ không giảng nữa, vậy thôi. Tại không có chú tâm học và phải thực hành nữa. À, học xong là phải thực hành cái bài đó liền, à, coi cái tâm nó chuyển động như thế nào. Sáng này đã nói tất cả đều nằm trong cái thân, thì khi ngồi thiền có thấy chưa? Chưa thấy là chưa thực hành, cứ thở phì phò phì phà là giống như các sinh linh khác nó cũng thở vậy. Phải thấy được rằng các cái cảm thọ đều từ não, tâm nó cũng sinh ra từ não, cho nên đặt tên nó là thọ tưởng hành thức, nó là cái não nó hoạt động thôi. Mà khi mình không cho cái não nó hoạt động nữa thì chuyện gì xảy ra? Thọ chấm dứt, tưởng chấm dứt, hành chấm dứt, thức chấm dứt. Đó là nhiệm vụ của người tu. Khi nó chấm dứt thì nó có nghĩa là sao? Nó không còn sanh nữa. Bởi vậy ông Bahiya, ông giết người mà đuổi theo Đức Phật, nói này ngài Cù Đàm, này ông Cù Đàm sao không đứng lại? Đức Phật nói ta dừng từ lâu, sao ngươi không dừng? Dừng cái gì? Dừng cái gì? Người mới tu thì nó dừng làm ác, không làm ác nữa. Mà quý vị cao cấp rồi đâu có nói về được. Dừng vọng tưởng, dừng cái điên đảo đó, dừng cái ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn nó chạy, mình cứ lăn xăng theo nó, thọ tưởng hành thức. Dừng cái đó là chấm dứt, không còn tái sanh nữa. Tại vì thọ tưởng hình thức là tâm, tâm tái sanh là có, cũng tự nó ngủ quạnh đánh lừa. Mà khi mình biết nhận diện nó rồi, tự nhiên nó mất. Nó mất thì không còn năng lượng nữa, không còn tái sanh nữa, củi hết lửa tắt. Đơn giản mà khó thực hành. Hoang mang rồi phải không? Nhìn là biết rồi, mắt nay và ngơ ngác. Tối nay suy nghĩ đi, rồi hiểu như thế nào là thọ tưởng hành thức, thế nào là sản phẩm của não. Phải động não một chút nó mới có lệ lạc. Giảng sư nói hoài á, nói hết rồi nó không có hay, nó không có đưa tới sự giác ngộ. Phải giấu giấu một chút để rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi nó mới lòi ra cái của quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói thay vì quán chiếu nơi đề mục, bây giờ rời cái đề mục quán chiếu cái tiến trình, cái hình ảnh của đề mục ở trong não. Tức là thay vì ta thấy cái người đàn ông ở bên ngoài đường, thì bây giờ ta quán xét lại cái người đàn ông ở trong não chúng ta đấy, cái hình bóng đó bằng cách nào nó có mặt. Và cái hình bóng của người đàn ông trong não nó gồm có thọ tưởng hành thức, cảm giác của mình về người đàn ông đó, chứ không phải là tự nhiên mà mình nhìn người đàn ông là người đàn ông có. Thấy nó quen cái cảm giác mình khác, thấy nhìn cái mặt nó hung dữ cảm giác khác. Thế thì tại sao mình có cảm giác đó? Thọ tưởng hành thức đấy. Khi mình quán chiếu rất kỹ thì mình thấy rằng tất cả những cái hoạt động tương tác của não nó đánh lừa mình. Nhìn cái mặt thấy ghét mà biết đâu nó rất là hiền, chẳng qua là lúc nhỏ nó bị phỏng, mặt nó phỏng lên thôi, nhưng mà tính tình rất hiền. Rồi nhiều lúc nhìn thấy cạo cái đầu trọc rồi tướng mạo đi oai nghi mà biết đâu là tướng cướp hóa trang thiếu gì. Trong kinh sách cũng có những thời như vậy. Ngay cả như ngài Đề Bà Đạt Đa, đệ tử Đức Phật đó, chứng được tới
phi phi tưởng xứ, bát định, có năm thần thông mà còn đòi chiếm ngôi của Phật, thấy không? Tức là tướng là thầy tu đấy, đệ tử Phật ngon lành nhé, có thần thông đấy, nhưng mà cái tâm gì? Tâm hung dữ muốn chiếm ngôi Phật, thấy không? Cho nên đâu phải cứ cạo đầu là tu. Đấy, chỗ này rất là lý thú để mà mình hiểu thế nào là thân thọ tâm pháp. Mà nếu hiểu được thì Đức Phật nói nhẫn đến 15 ngày hành trì tứ niệm xứ thì cũng có thể đưa tới sự thanh tịnh giải thoát. Tối thiểu cũng phải đắc đạo. Không đắc quả cũng đắc đạo. Đắc quả là gì? Là đắc chứng đắc Tu Đà Hoàn. Đắc đạo là gì? Trên con đường đi tới Tu Đà Hoàn. Đạo là đường mà. Tức là tôi đang trên con đường để đi tới Tu Đà Hoàn. Biết cái đích đó rồi, đang đi trước sau gì cũng tới. Và Đức Phật khẳng định chỉ cần 15 ngày thôi. Giờ hỏi quý vị chứ có chấp nhận 15 ngày hành trì không? Đấy. Đức Phật nói đấy. Đức Phật không hề nói láo nha, nên nhớ phải tin Đức Phật tuyệt đối. Ngài nói là nói lời chân thật. Ngài nói nhẫn đến 15 ngày hành trì niên mật, chánh niệm, tỉnh giác, luôn luôn cảnh giác và luôn luôn sử dụng cái trạch giác chi phân tích. Thì hành xử biết rất rõ cái gì xảy ra, thân thọ tâm pháp. Thì trong 15 ngày phải chứng đạo. Nếu không chứng quả phải chứng đạo. Ngài nói rất rõ. Chứng quả là quả Tu Đà Hoàn, tức là nắm trong tay rồi. Còn chứng đạo là trên con đường đi tới để nắm cái quả đó. Và con đường nó đi trước sau cũng tới, lại biết rất rõ, đi bước nào biết rất rõ. Thở ra thở vào đều biết. Và khi đã đi trên con đường đó rồi thì nhất định nó là thánh đạo. Mà thánh đạo thì không có nhìn ngang nhìn dọc, không quan tâm tới ai nữa, không quan tâm tới thầy trò, không quan tâm tới bạn hữu, không quan tâm tới chùa chiền, chỉ biết có một con đường đó để đi tới thánh quả. Thánh đạo đi tới thánh quả mà. Con mắt của mình á, là cái tâm nơi mắt á, nó chỉ gán vào cái con đường nó đi thôi, chứ nó không có tai, nó không có nghe chuyện gì nữa. Nó chỉ có một con đường đó thôi, hoàn toàn thanh tịnh. Đấy. Cho nên mới nói tám đôi là như vậy đó. Tám đôi bốn bậc, tức là trên con đường đi gọi là thánh đạo, mà đã được quả rồi gọi là thánh quả. Đơn giản vậy thôi. Tức là tôi tới đích rồi, Tu Đà Hoàn rồi thì gọi là chứng Tu Đà Hoàn. Còn trên con đường đang đi, tức là còn chịu khó đi vài ba bước nữa thì gọi là thánh đạo. Trên con đường đi, đạo là đường. Tu phải vậy đó quý vị. Có tuệ giác. Thôi gửi một chút xíu hương vị thôi nhé. Mỗi ngày chút càng ngày càng khó. Không nên nói nhiều. Nói nhiều cái nó lại càng lan man nữa. Sa thú nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh của chúng con trong tứ niệm xứ sẽ cho giúp cho chúng con với sự gia trì ban ơn phước của chư Phật mười phương ba đời và trí tuệ, giúp cho chúng con nhận rõ thân thọ tâm pháp chẳng qua là phương tiện để chúng con nhận rõ các sự khổ của thế gian và các sự khổ do sự chấp thủ của chúng con. Vì chúng con bị ngũ uẩn đánh lừa cho nên thấy rằng các pháp đều có thực, và từ đó dính mắc tiếp tục tham ái dẫn tới sinh tử ưu bi phiền não hết kiếp này tới kiếp khác. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh của chúng con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Nguyện cầu cho các vị ấy cũng buông xả mọi sự chấp thủ để được an vui nơi nhàn cảnh. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật.
sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên loài người, những ai không còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm